Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop của mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được con âm ly có model là The Nong PMA S13 La Mã Limited. Đây, nó có một cái tem nổi S Limited ha, phiên bản giới hạn. Đây là dòng âm ly cao cấp đến từ hãng The Nong Nhật Bản. Máy mình về tình trạng còn nguyên zin nguyên bản và hoạt động hoàn hảo. Dòng The Nong S13 La Mã Limited là dòng đời cuối cùng và là dòng đời cao nhất của series dòng S. Như các bạn đã biết, dòng The Nong S10 3 La Mã thì được sản xuất vào năm 2000 với giá xuất xứ 250.000 yên. Sau đó 2 năm thì dòng The Nong tiếp tục ra cái phiên bản là S13 La Mã Limited là phiên bản kỷ niệm với giá xuất xứ là 280.000 yên. Rất khủng nha các bạn, rất cao. Mình đã tháo cái nắp lưng của nó và dây nguồn cho các bạn xem. Ốc của nó đây các bạn, ốc mình tháo ra nó vàng ché luôn các bạn, rất là vàng ha. Bao gồm một cái catalog, một cái catalog và một cái phiếu mua hàng của siêu thị Nhật luôn. Số series của nó đây 00451 luôn, trùng luôn, trùng cái số series máy luôn nha các bạn. Đây, mình lấy ra cho các bạn xem cái phiếu mua hàng bên Nhật. Đó, 4 liên nha các bạn. Ở đây là cái catalog của con The Nong S13 La Mã Limited, thì các bạn có thể nhìn cách kết nối ha, chủ yếu xem hình. Ở trong đây hướng dẫn hình ảnh cũng rất là chi tiết rõ ràng. Dòng này made in Japan, điện 100V và công suất khủng là 300W nha các bạn, đánh được hai cặp loa. Phù hợp loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm nha các bạn. Đó, các bạn nhìn cách kết nối ở trong đây nó hướng dẫn rất rõ. Đó. Nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm thì công suất ra mỗi loa là 100W một loa nha các bạn. Nếu loa của các bạn có trở kháng 4 ohm thì công suất ra mỗi loa là 200W ha, rất khủng. Nên các bạn có thể ghép được những dòng loa cấp bass 30-40cm đánh rất nhẹ nhàng ha, đánh phù hợp loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Những thông tin phono, bass trap width, dòng IC 100V 300W, kích thước chiều ngang 43,4cm, cao 18,1cm và hậu sau 48,5cm và máy nặng 29kg, rất nặng ha các bạn ha. Đó. Nắp của nó là nắp sơn zin luôn nha bạn, nguyên zin nguyên bản, không trầy xước, không cấn mót nha các bạn. Dây nguồn zin chân vàng rất to luôn các bạn. Đó. Không có điểm chê các bạn ha. Rồi sau đây mình đi vào nội thất cho các bạn xem. Nhìn vào tổng thể nội thất là các bạn sẽ thấy một căn phố rất to này. Màu vàng ha, nó cũng nằm một miếng gang đúc rất to, rất chắc chắn, có chữ The Nong rất nổi bật nè các bạn, chữ nổi các bạn. Ở đây là hai tù lọc nguồn, nó nằm trong một bát, một trong một viên gang rất chắc chắn luôn các bạn, có chữ The Nong. Tù này thì mình đã giới thiệu rồi, rất khủng luôn. Hai tảng dạ nhiệt nó không phải đen mung mà nó hơi ngã ra vàng luôn các bạn, thấy không, nó ánh vàng đó các bạn. Thật sự nó hơi vàng. Bên này bo mạch công suất vế phải và bo mạch công suất vế trái, mình chưa kịp vệ sinh cho các bạn luôn, mình tháo nắp rồi quay cho các bạn xem luôn. Ở đây sẽ có 8 sò nha bạn, dòng này chạy sò phát, bên này 8 sò. Và mình quay bên phải cho bạn xem luôn, bên phải bên này cũng có 8 sò, chân sò vàng đó bạn, các bạn thấy không? Miếng động che rồi đó. 2 4 6 8. Tổng cộng dòng này chạy tới 16 sò nghe các bạn. Đặc trưng của dòng S13 La Mã là chạy sò mất phát. Đó, các bạn thấy chạy 4 con sò mất phép là khủng rồi, dòng này chạy tới 16 con, lực đánh rất mạnh mẽ, rất chi tiết nha các bạn. Bo mạch công suất đầu ra, bo mạch tín hiệu đầu vào nguyên zin nguyên bản, không mối chấm hàng, góc ngách còn rất đẹp. Đấy, bo mạch tín hiệu phần rề góc cạnh này các bạn nhìn rất đẹp nè, bo mạch tín hiệu phần rề nó nằm ở trong hộp này nghe các bạn. Ở đây nó có hai tù lớn, hai tù trung và bốn tù bé xíu dành cho phần rề nữa các bạn. Đó. Hỗ trợ phần điện, cung cấp điện ổn định cho phần rề phía trong này các bạn. Rất đẹp luôn ha, ngóc ngách con này dưới là không. Còn rất mới, rất sáng. Rồi sau đây mình quay mặt sau cho các bạn xem luôn. Tổng thể đích mặt sau các bạn nhìn nè, cũng còn rất mới, rất sáng ha. Tất cả ngõ RCA phono CD tuner, không có hiệu cắm rút ha. Ở đây cartridge MLNC dành cho điện the. À, không có hiệu cắm rút luôn. Ở đây đường tép ha. Tép 1, tép 2, rất lay ha. Ở đây điện tiếp mát. Bụi thôi nha bạn. Mình chưa vệ sinh thôi. Lau bụi cái sạch sẽ lên các bạn thấy không?
Rồi, thông tin như sau. Đờ nông PMAX 10 3 la mã limited. IC 100V 300W series 00451. Made in Japan. Đánh được hai cặp loa phù hợp loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu loa của các bạn có trở kháng, nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp loa có trở kháng từ 8 tới 16 ohm. Nếu các bạn ghép những dòng loa có hai cầu, cầu trên cầu dưới, tức là mình chơi bi quay đó các bạn, thì phù hợp loa có trực kháng từ 4 tới 6 ohm. Máy mình về mình chỉ quét bụi là xong lanh nghe các bạn. Cọc loa các bạn nhìn vạn nghiêng còn rất vàng, rất chất ha, rất đẹp. Ở đây có một IC OLED cho bạn thu cấm rút các nguồn phát phụ với total là 360W ha. Nhận đầu series giải mạng oxy các bạn đưa vào đây cho đỡ lòng thòng dây. Dây nguồn zin ha, dây nguồn chân vàng rất to. Dòng đàn ông S10 3 la mã limited rất đáng chơi trong tầm tiền nha các bạn. Các bạn nghe sưu tầm trưng bày đều rất đẹp đẽ, rất sang trọng. Sau đây mình test các chức năng mặt trước cho các bạn xem. Dòng này được thiết kế là mặt nhôm phay xước nha bạn. Đó, volume cầm rất chắc tay, nó bằng một khối nhôm đúc nghe bạn, rất nặng. Cái volume này nặng tầm gần 1 kg mà khoảng nửa ký, hơn nửa ký, rất là nặng, rất chắc tay, một khối nhôm nghe bạn. Đó, một khối đồng nghe bạn, một khối đồng rất nặng. Ở đây bằng đồng nguyên chất, ở đây bằng đồng luôn, một khối đồng luôn, hai viên áp này nghe bạn, bát này bạn. À, rất là dạ rất FP chép bạn, rất lên kem à. Ba lăng trái rất cân bằng ha. Sụt đây rét là không chỉnh bass rét ba lăng được. Đây đường rét out selector được có off nè, tép 1 tép 2. Nếu các bạn sử dụng đường tép và kết nối, còn không các bạn bật off cho mình nhanh chóng nhiễu ha. Ngõ vào có CD, tuner, AUX1, AUX2. Phía trái nó có phono và đường tép 1, tép 2. Ở đây nó có một cái khứa rất to, các bạn cầm rất chắc tay, bằng đồng nguyên chất nghe các bạn, hai nút này cầm rất chắc tay, cầm rất nặng. Đó. Dòng đàn ông PMA S10 3 la mã limited là các bạn nào mua về mà có những dòng loa nào cứng đầu, những dòng loa nào khó đánh á, thì dòng đờ nông S10 3 la mã này đánh rất tốt nha các bạn. Nó ghép được hầu hết các dòng bô từ 101 tới 901. Bên cạnh đó là nó có thể ghép tất cả các dòng loa bass 30-40, những dòng loa cứng đầu của hãng JBL, Pioneer, Yamo, Onco, Daiton, Sharpin Vega. Tất cả các dòng loa cột bút xeo cho Âu là con đàn ông S10 3 la mã này đánh rất tốt nha các bạn. Lực đánh rất mạnh mẽ, mid chép rất sáng chi tiết nha các bạn. Rồi sau đây mình mời các bạn nghe một đoạn nhạc ngắn thưởng thức về chất âm con đàn ông PMA S10 3 la mã limited. Từ lâu tôi vẫn không, vẫn hỏi người trong giấc ngắn. Mình xin thông báo đến các bạn, con âm ly đờ nông PMA S10 3 la mã mình về tình trạng còn nguyên zin nguyên bản và hoạt động hoàn hảo. Đó, dòng này nó tích hợp thêm cái mạch là Ultra 2 Current Mode, mode viết tắt là MOSFET, chứ là cái dòng này chủ đồng rất tốt.
Đó, nên các bạn có thể mua về vừa nghe, nhìn trưng bày, vừa có thể gắn thêm ván số, ván cơ, lọc xì để hát karaoke trong không gian gia đình rất tốt. Mình bán với giá rất tốt. Con The Long PMA-S10 3 La Mã Limited phiên bản giới hạn này, mình bán với giá chỉ là 27 triệu 500 ngàn đồng. Máy bán ra mình cam kết nguyên zin nguyên bản và vẫn bảo hành 3 tháng, nên các bạn an tâm mua về nghe trưng bày sử dụng. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe, và mong các bạn hãy đăng ký kênh mình để cập nhật những sản phẩm mình đang bán mỗi ngày. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.